Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Hùng bị đau họng rồi, nói nhiều quá. Đi cãi nhau với anh chị, cãi nhau. Người ta cãi nhau ở ngoài đường, ngoài chợ, mình vô tòa cãi nhau. Hay thật. Khạn hết cả giọng. Cuối năm rồi còn cãi nhau quá trời cãi. Tôi các anh chị thế này, có một cái câu hỏi mà các anh chị hỏi tôi suốt. Hỏi tôi suốt, tôi trả lời nhiều rồi nhưng mà tôi thật với anh chị là vẫn có người hỏi nhiều quá. Hôm nay cũng gần cuối năm rồi, tôi làm một vài video nữa rồi tôi nghỉ Tết đấy. Nên là bây giờ là video nào tôi sẽ ghi thứ tự video đấy, vì là năm 2024 rồi đúng không. Video này video 01, video 01 nha. Và video này nói về một cái câu hỏi, trả lời một cái câu hỏi. Câu hỏi là: anh ơi, em không có tiền trả, liệu công ty tài chính, chủ nợ, ngân hàng các thứ có xuống nhà hay không? Đại khái là các bạn hỏi là bây giờ mình không có tiền trả, những cái người cho mình vay tiền ấy, mình có xuống nhà hay không? Câu hỏi rất hay, rất hay. Và tôi trả lời rất nhiều rồi. Thưa các anh chị, bây giờ tôi đặt một cái giả thiết là công ty tài chính đi, công ty tài chính đi. Tôi chưa nói đến ai hết, chưa nói đến cái chỗ khác, công ty tài chính đi, có bộ phận thu hồi nợ. Bây giờ tôi trả lời là nó xuống nhà đấy. Thế thì nó xuống nhà như thế, anh chị có tiền để trả hay không? Tôi hỏi đấy, nó xuống nhà đấy, anh chị có tiền để trả hay không? Câu chuyện nó rất rõ. Vì vậy là cái câu hỏi này gần như là một cái câu hỏi cụt, không có đáp án. Bởi vì tôi nói là có xuống nhà, mình cũng đâu có tiền đi trả đâu. Tôi kêu là không xuống nhà, mà chắc gì đã không xuống nhà. Bởi vì chân tay là của chúng nó, có phải là của mình đâu. Người này có thể xuống, người kia có thể không. Bộ hồ sơ này có thể xuống, bộ hồ sơ khác có thể không. Người này, đối tượng này khác, đối tượng kia khác. Nên câu chuyện ở đây là chúng ta phải có một câu này, trả lời cái câu này này: nếu xuống nhà thì mình làm cái gì? Vậy tôi sẽ phân tích ra cho các anh chị. Có hai loại xuống nhà thế này. Một loại là xuống nhà nhẹ nhàng, ngồi nói chuyện, làm văn bản tiếp xúc về việc vì sao các anh chị không trả được. Làm xong, ký tá xong, người ta đi về, xong. Còn một loại ấy là xuống nhà theo cái kiểu là đầu trộm đuổi cướp, xã hội đen, xã hội đỏ, xuống rồi nó khóa trái cửa lại, xuống nó đập phá, xuống rồi nó dọa nạt, xuống rồi nó thế này nó đe thế kia. Đó. Vậy thì các anh chị muốn cái trường hợp nào? Vậy thì để được đạt được các cái trường hợp mong muốn ấy thì như thế này. Nếu anh chị muốn cái trường hợp là giang hồ giang nắng nó xuống, rồi xuống làm bậy làm bạ ấy, thì ok. Anh chị không cần phải làm gì cả. Cứ tự nhiên cái gì đến nó sẽ đến. Còn nếu anh chị không muốn chuyện đấy xảy ra, tôi khuyên anh chị, khuyên rất lâu rồi, anh chị nên làm cho tôi một lá đơn. Một lá đơn là đơn xin giãn nợ. Ở đây mình không có tư vấn làm gì, vì sao làm đơn, nghĩa là không phải là cái chuyện mà trèo kéo các anh chị nhờ tôi làm đơn nhá. Tôi nói rõ nhá, làm đơn là bởi vì chúng ta đang có cái thông tư 02 đấy. Đâu phải tự nhiên ngân hàng nó gọi điện cho anh chị mà cho các anh chị giãn đâu. Anh chị, đúng không? Còn khóc thì mẹ mới cho bú chứ, đúng không nào? Các anh chị làm đơn thì các anh chị phải tự, hoặc là các anh chị nhờ ai đấy làm đơn gửi ra chỗ công ty tài chính để đề nghị họ cho mình giãn nợ. Thì họ nhận được đề nghị của mình, căn cứ thông tư 02 thì họ mới trình, mới xét duyệt. Thế tự nhiên có nhiều bạn bảo: ơi, tôi không làm đơn mà tại sao không thấy nó gọi? Tại sao có thông tư mà không nó không gọi cho mình? Nó chả có cái nhiệm vụ gì mà nó phải gọi cho mình cả. Mình phải lo liên hệ cho nó. Và cái việc làm đơn là cái việc duy nhất. Nhiều anh chị bảo em gọi điện nó không cho, nhiều anh chị bảo nó gọi điện đòi nợ, đòi số em đòi nợ rồi em có bảo cho xin giãn nợ nó cũng không cho. Rồi nhiều anh chị bảo em có nhắn tin, em có điện thoại, em có mail. Không, phải đơn từ để căn cứ cái vận đơn để chúng ta còn làm gì, còn khiếu nại khiếu kiện nếu trường hợp người ta không trả lời hoặc người ta không cho mà không có lý do chính đáng, vân vân và mây mây đấy. Anh chị hiểu không ạ? Nói với anh chị bây giờ là 3 giờ kém, tôi đi làm về rồi có qua ghé qua văn phòng đăng ký đất đai, tôi làm việc về vấn đề liên quan đến trường hợp đất đai. Bây giờ là đi vô trong này để đi ăn đấy. Cái tình trạng của anh chị là như thế, thì tôi nói với anh chị nhá, là bây giờ cuối năm rồi không có tiền để trả đâu, thật.
dành tiền ăn Tết với gia đình. Chưa trả được thì đừng có hỏi là anh ơi, thế này không trả được có bị nợ xấu không? Không trả được thì có bị giang hồ xuống không? Không trả được có bị kiện không? Không trả được có bị tố cáo không? Không trả được có bị thế này thế kia không? Có bị đấy, các anh chị làm được cái gì? Nên chọn cái hình thức nào để mà giãn nợ, không làm gì hết, và tự nhiên cái gì đến nó sẽ đến à. Mình phải chủ động, mình phải chủ động. Là tôi có làm đơn giãn nợ tôi gửi rồi, các anh có không đồng ý thì các anh phải trả lời cho tôi bằng văn bản. Hoặc là người ta có xuống nhà đấy, đơn tôi đây, tôi gửi các anh rồi, tôi với các anh có một cái giao dịch dân sự, có hợp đồng đàng hoàng. Giờ tôi với các anh đang thỏa thuận, tôi làm đơn xin các anh không cho, các anh phải có văn bản. Còn các anh xuống cái này nói chuyện không không, tôi không tiếp, vớ vẩn cho ra công an. Mình khởi kiện ngược lại, tố cáo ngược lại về cái hành vi sai phạm của chúng nó. Anh chị hiểu không ạ? Đấy, thì tôi sẽ không, anh chị nhá, tôi nói này, anh chị đừng có bảo là tôi lên đây tôi kêu gọi các anh chị làm đơn nhá. Làm đơn này, văn phòng luật sư ở Việt Nam nó không không phải là ít đâu ạ. Văn phòng luật sư này, trợ giúp pháp lý này, rồi kể cả là những người bạn bè anh chị làm bên tư pháp này, dịch vụ tư vấn này, đều biết làm đơn hết nhá. Các anh chị cứ qua những người đấy nhờ. Còn bên tôi cũng làm đơn, tôi nói thật là bên tôi cũng làm đơn, bởi vì cái việc làm đơn là tất nhiên rồi. Các anh chị bắt buộc phải làm đơn, còn các anh chị nhờ ai thì quyền của anh chị. Còn nhờ bên tôi này, tôi sẽ bảo đảm cho cái lá đơn đấy. Có bất kỳ chuyện gì tôi sẽ đứng ở sau lưng tôi xử lý hết. Còn những người mà anh chị nhờ kia, họ có bảo đảm hay không thì tùy anh chị. Còn họ làm đơn miễn phí hay là lấy 500, 300, 1 triệu tôi không biết, đấy là chuyện của người ta. Còn bên tôi làm đơn, tôi nói thẳng này, đơn 200.000. Một lá đơn 200.000, tôi sẽ bảo đảm cho anh chị về cái pháp lý của lá đơn đấy. Tôi đứng sau đằng sau đấy, tôi làm đơn cho anh chị. Anh chị nhờ thì tôi làm thôi, nhờ tôi làm. Còn 200.000 đấy để làm gì? Tiền nước nuôi cho các bạn ngồi làm ấy, nít nôi rồi điếu đóm đấy, nói chung cho bạn đấy, là chi trả lương cho các bạn đấy thôi. Chứ còn 200.000 đấy là còn ngoài cái việc đó, là 200 đấy là tiền để gọi cho các anh chị ấy. Gọi cho các anh chị điện thoại này, tiền thời gian ngồi để làm cho anh chị này, tiền trao đổi với anh chị, là cái nó gói gọn trong 200.000 đấy. Còn anh chị nhờ được ai rẻ hơn hoặc miễn phí thì tùy. Nhưng mà đơn của tôi hay ở một chỗ là tôi đứng ở đằng sau. Còn vì sao tôi lại nói tôi đứng ở đằng sau thì các anh chị cứ tìm ở Việt Nam ra có một ai mà có cái tầm ảnh hưởng đối với các đơn vị tài chính thì đấy, các anh chị nhờ người đấy. Còn tôi có hay không thì các anh chị biết. Tôi phá nó chán rồi thì nó cũng chán tôi rồi. Bây giờ gần như những cái yêu cầu của tôi nó đáp ứng gần hết. Nói với anh chị như thế, có những cái thỏa hiệp với chúng nó hết rồi. Thôi, ngang đấy thôi. Cần gì thì anh chị gọi cho tôi, số tôi để trên màn hình ấy nhé. Xin chào anh chị, tôi đi ăn cái đói quá. À, nhân đây thì trao đổi với anh chị là dạo này tôi ít lên video là bởi vì tôi bận, chứ không phải như cái lời đồn đoán là tôi có nhiều thằng mẹ công ty tài chính nó bảo cái thằng đòi nợ chứ. Nhiều người bảo cái ông Hùng bị bắt rồi, bắt cái bà bố chúng mày bị bắt thì đéo nào được nhá. Nhiều thằng nó đồn mà tôi thế này tôi thế kia. Thôi nhá, các anh chị nhá, xin chào nhá, số tôi trên màn hình nhá.